cũng câu chuyện thật và giả, nhưng lần này là biển số xe. Nếu nhìn sơ qua, nhiều người sẽ nghĩ chiếc ô tô này mang biển kiểm soát 14A61288. Nhưng có những thứ tận mắt nhìn thấy chưa hẳn là sự thật. Chân tướng và lời khai của tài xế tại cơ quan chức năng sẽ khiến cho nhiều người sốc hơn. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 vừa lập biên bản xử phạt 4 tài xế ô tô cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh có hành vi che, dán sửa biển số, di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ô tô biển kiểm soát 14A43115 được tài xế NVN sinh năm 1997 trú tại Đông Triều, Quảng Ninh dùng bằng chính sửa biển số phía trước thành 14A48115, còn biển số phía sau xe bị hô biến thành 14A48118. Theo dữ liệu hệ thống giám sát trên tuyến ghi nhận được, xe này vi phạm 6 lỗi chạy quá tốc độ, có thời điểm lên tới 135 km/h. Tại đoạn đường cho phép tốc độ tối đa là 80 km/h. Tuy nhiên khi làm việc với lực lượng chức năng, tài xế N lại cho rằng do mình thiếu hiểu biết về pháp luật nên mới dán biển số. Cũng vi phạm lỗi tương tự, ông NVK sinh năm 1977 trú tại Đông Triều, Quảng Ninh điều khiển ô tô biển số 14A51289. Nhưng tài xế lại dùng băng dính thay đổi để thêm nét của số 5 thành số 6, số 9 thành số 8, khiến biển số xe bị sửa thành 14A61288, hồng né mặt nguội. Ông Cà phân trần, mình mượn xe của một người bạn để chở người nhà đi Lào Cai có việc gấp, nên nảy sinh ý định dán biển số để chạy cho nhanh. Với tốc độ lên đến gần 130 km/h, vượt mức cho phép hơn 35 km/h. Còn chị TTN sinh năm 1988 thì trần tình, rất ân hận và xin hứa sẽ không tái phạm. Nữ tài xế điều khiển ô tô biển kiểm soát 14A50952 sửa số 0 và số 9 thành số 8, kết quả biển số biến thành 14A58852. Tài xế này cũng trú ở Đông Triều, Quảng Ninh, chạy ô tô biển số 14C23585 nhưng sửa thành 14C28586, cho biết đang trên đường đi du lịch, do hẹn trước với một số gia đình khác nên dán biển để đi cho kịp giờ. Với lỗi sơn dán thêm làm thay đổi chữ số hoặc thay đổi màu sắc của chữ số nền biển kiểm soát, các tài xế sẽ bị xử phạt hành chính từ 4 đến 6 triệu đồng. Thực tế, tình trạng che biển số, thay đổi biển số để né phạt nguội không còn lạ. Hiện lực lượng chức năng cả nước đang ra quân xử phạt mạnh tay đối với các tài xế có tiền mua xe nhưng lại muốn người khác chịu phạt thay. Dĩ nhiên một nét thêm thắt trên biển số chẳng phải trò đùa của trẻ con. Người vi phạm thể hiện trí khôn của ta đây, nhưng làm sao qua mắt được camera xử phạt nguội? Thưa quý khán giả, có thể liệt kê ra một số mánh khóe của tài xế tránh phạt nguội như dùng băng dính màu đen, có màu trùng với phần chữ đen của biển số, cắt cúp gọn gàng sao cho khi dán vào biển số, nếu không để ý kỹ, khó mà phát hiện. Với hình thức này, thì chữ E được hô biến thành chữ F và ngược lại. Nhiều số như là 0 được sửa thành 8, 5 thành 6 hay là 8 thành 3 cũng bị sửa bằng cách tương tự. Thậm chí là nhiều số khó sửa như là 1 thành 4, 3 thành 5 cũng bị tẩy xóa. Và với chiếc taxi này, nếu như nhìn sơ qua tất cả đều thấy biển số là 30F, nhưng khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, xem kỹ lại thì chữ F rõ ràng bị che mất một nét. Biển số thật của chiếc xe này là 30E. Nam tài xế 28 tuổi, trú tại Nam Định, thừa nhận hành vi dùng băng keo màu vàng dán vào nét cuối cùng của chữ E để sửa thành chữ F. Với lỗi này, cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng. Việc che biển số rất linh hoạt, nhiều phương thức được các lái xe sử dụng tinh vi, hòng đối phó với lực lượng chức năng, chẳng hạn như là những miếng che biển số tự chế như thế này. Chúng được làm bằng quân bài hay là giỏ vị thuốc và chỉ dính vào biển bằng một chiếc kẹp. Ngay khi gặp cảnh sát giao thông thì tài xế sẽ lập tức giật ra để tiêu hủy chứng cứ. Hay là việc che biển số hết sức tinh vi,
chỉ cần một sợi dây cước gắn vào cần gạt kính sau của xe, và khi thấy lực lượng chức năng, lái xe sẽ bật cần gạt nước, giật tấm bài che biển kiểm soát ra.